Vừa rồi là clip em tiến hành pha cà phê để xem chất lượng cà phê chiết xuất trên máy Minetto M19. Và có thêm một tính năng nữa trên máy, đó là đồng hồ hiển thị thời gian chiết xuất cà phê, khả năng lấy nước sôi bằng nút bấm. Anh chỉ cần mở vòi và nhấn nút thì nước sôi sẽ được lấy ra, nhả nút để dừng lấy nước sôi, rất là tiện lợi. Thứ hai là vòi đánh sữa mạnh mẽ, thì em sẽ tiến hành đánh sữa để cho anh chị xem chất lượng đánh sữa của máy như thế nào. Như chị thấy là cái bọt sữa rất là mịn. Bây giờ em sẽ tiến hành em vẽ màn hình trái tim. Đây là thành quả của chiếc máy Minetto M19. Đây là combo mà bán chạy nhất hiện tại của Phim Việt với mức giá 15 triệu đồng cho cả combo. Thì nếu mà anh chị quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ tới hotline của Phim Việt hoặc truy cập vào liên kết để xem thêm về sản phẩm. Phim Việt đang có rất nhiều ưu đãi khi mua hàng trong tháng 8. Xin cảm ơn.